Vâng, xin chào bác, đây là kênh Kia Xe Đạp. Và những video trước em giới thiệu bác là một mẫu của dòng Meridia Crossway, model có giảm sóc của dòng Touring Meridia. Và lần này em cũng về một chiếc nữa là một chiếc màu đen của dòng thương hiệu Meridia có giảm sóc, dành cho những bác đi xe đạp thể thao dã ngoại, nhẹ nhàng touring hoặc là đi đường xấu, đi rất là êm tay. Vì đây là một dòng touring có giảm sóc giúp các bác đi trải nghiệm mà mượt mà và tốt hơn so với những mẫu thông thường của dòng Meridia khác của vâng. Và lần này em về thêm một chiếc nữa mang thương hiệu của Meridia Crossway, model Crossway dòng touring có giảm sóc. Lần này em về một chiếc màu đen nhám. Tổng thể xe đánh giá từ 85 đến 90% xe. Lớp sơn cũng rất là đẹp, vì trong quá trình sử dụng xe đã có sử dụng rồi, những vết xương, vết xước nhỏ trên khung xe đều không phải tránh khỏi rồi, nhưng tổng thể xe còn rất là đẹp. Vì trước đây em có về một chiếc dòng Meridia Crossway có giảm sóc, giúp cho các bác đi thuận tiện hơn cho những cung đường xấu. Xe làm từ hợp kim nhôm. Đây là tổng thể hình thức chiếc xe. Đây là mã QR code chính hãng của dòng thương hiệu Meridia. Và riêng dòng Meridia Crossway dòng touring là gì, lần này có sản chiếc cổ bi đông gật gù chính hãng luôn bản theo xe. Đây là cái góc chỉnh độ cho các bác để cho bác ngồi vào cái tư thế đúng, giúp cho bác đi sự linh hoạt trải nghiệm trên cái ghi đông xe tốt hơn, điều chỉnh cao thấp của ghi đông xe. Đây góc nghiêng độ, góc đây gọi là cổ gật gù ghi đông xe chính hãng luôn bản theo xe. Dòng Meridia Crossway này thì thường thì có cái cổ ghế bật bù chính hãng của nó bác nhá. Nguyên bản theo xe về là có sẵn rồi. Tay lắm cao su đúc chính hãng nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với tay bấm xả của Shimano, trang bị với 8 tầng líp chính hãng. Bên tay phải em cũng là sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano, trang bị 3 tầng đĩa chính hãng nguyên bản theo xe. Và riêng dòng Meridia Crossway này được trang bị thêm với bộ cặp giảm sóc, sóc dầu càng trước càng xe, cũng là thương hiệu Sun Tour Crossway chính hãng nguyên bản của dòng Meridia. Mayer vành là chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer nhôm vành của Meridia, nguyên bản chính hãng theo xe cũng của Meridia. Đây là những cái thông số của vành xe đây. Vành nhôm hai lớp, phủ lớp một lớp sơn rất là dày không nhá. Lốp chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp cũng của Meridia. Chủ cũ rất là giữ gìn, nên mà giữ cặp lốp của Meridia chính hãng nguyên bản theo xe. Kích thước lốp 700 x 32C. Chiều cao size đứng của khung xe là size 46. Thì là có các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Ghi đông cọc yên chính hãng của Meridia, nguyên bản theo xe. Đấy cái logo biểu tượng hình ngọn núi của Meridia đằng sau xe đây. Đùi đĩa nhôm. Xe được sử dụng với bộ gạt đĩa Shimano Tuley. Củ đề Shimano Antut. Trang bị 8 tầng líp chính hãng nguyên bản theo xe. Vành Mayer sau là chính hãng của Meridia, cũng nguyên bản theo xe.
Lốp đằng sau sử dụng lốp CST. Và bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Lên lip đây. Xuống lip. Chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Lip và xích cũng rất là mới. Bên này sử dụng 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa, đùi đĩa nhôm chính hãng nguyên bản theo xe. Đây là mẫu dòng Media Touring của tổng shop Crossway mà em đã từng giới thiệu qua, được rất nhiều các bác quan tâm và đánh giá rất là cao về dòng Touring. Giá rất tốt bên em. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Media có giảm sóc Crossway bên em mới về. Và xe giá rất tốt bên em là 6,2 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp. Và xe Crossway này đặc biệt là trên bộ khung của xe có bộ giảm sóc. Và ghi đông xe có ghi đông gật gù chỉnh theo độ hướng của người đi cho nó sao cho phù hợp. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.